Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Venezia và câu lạc bộ Torino. Đây là trận đấu thuộc vòng 3 giải vô địch quốc gia Italia và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 23:30 ngày 30 tháng 8 và theo đánh giá, câu lạc bộ Torino sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Venezia với mức kèo là 0,5, mức kèo cũng có thể tăng 0,75 và hạ xuống còn 0,25, mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ vẹt xuống dưới phần mô tả, kết bạn Zalo hoặc ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về các kèo bóng khác trong nhóm nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của hai đội thì mỗi đội có một chiến thắng, còn lại 3 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Venezia thì Venezia thắng 2, hòa 1 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Torino thì Torino thắng 3 và hòa 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Torino chấp 0,5 nhé. Vì sao? Mặc dù trận này Torino phải đi làm khách, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình, ở thời điểm hiện tại Torino đang được đánh giá là nhỉnh hơn Venezia một bậc. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây á, thì mặc dù là cái thành tích đối đầu cũng đang cân bằng, nhưng mà cái phong độ thi đấu của Torino thời gian vừa qua thì nó đang ổn định hơn so với đội chủ nhà Venezia. Những lần đến làm khách trên sân của Venezia trước đây thì cũng có một số trận là Torino có chiến thắng mang về. Ở lượt trận này tiếp tục đến làm khách với lực lượng hầu như là mạnh nhất và phong độ đang cực kỳ ổn định, hiệu suất ghi bàn tốt, thì với mức kèo này mình dự đoán là Torino họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình, ưu tiên chọn Torino chắc nha. Mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội đa phần cũng không có nhiều bàn thắng được ghi. Giá lại Venezia đang có phong độ cũng ổn và điểm tựa sân nhà của họ, trận đấu này Venezia họ cũng sẽ gây rất là nhiều khó khăn cho Torino. Dự đoán là trận này Torino họ chỉ thắng được kèo trên mà thôi, có thể là 1-0 hoặc 2-0 nghiêng về cho Torino. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 2,5 nha. Ở mức hiệp 1, mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1 trái. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ đang vượt trội hơn một chút thì có thể là Torino họ sẽ chắc chiêu cơ hội và có được một bàn dẫn trước ở hiệp 1. Hiệp 1 các bạn chọn Torino nha, và canh tài hiệp 1 còn dưới 1 thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Torino và xỉu. Ở hiệp 1 chọn Torino, đá tài dưới 1. Chúc các bạn may mắn.